dùng mình lời khai của hung thủ người nước ngoài sát hại đồng hương, phi tang xác ở Bình Thuận. Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Cà Mau xa lưới sau 6 giờ gây án. Gần 48 giờ đấu trí với kẻ cầm súng và vật liệu nổ cướp ngân hàng ở Nghệ An. Bà trùm buôn ma túy dưới vỏ bọc thu mua phế liệu xa lưới. Bị lừa hơn 4 tỷ đồng vì đầu tư vàng online. Sau hơn 48 giờ tập trung lực lượng khẩn trương điều tra, truy tìm hung thủ trong vụ án liên quan đến một thi thể người nước ngoài được phát hiện ở phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Cơ quan cảnh sát điều tra công an Bình Thuận đã bắt giữ Nikiforov Roman, sinh năm 1984, quốc tịch Nga, nghi phạm sát hại đồng hương rồi vứt xác phi tang. Trước đó vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 1 tháng 2, người dân trong khi đi vào dãy ở thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết đã phát hiện một thi thể nam giới tử vong, được quấn trong chăn và bị tác động mạnh. Vị trí phát hiện thi thể cách đường đất khoảng 100m và khu vực này vắng nhà dân. Theo lời khai ban đầu của Nikiforov Roman, nghi phạm và nạn nhân EV sinh năm 1980 cùng có quốc tịch Nga, từng ở chung phòng trọ và có mối quan hệ thân thiết với nhau. Vào khuya ngày 30 tháng 1, tại phòng trọ thuộc khu phố 1, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc thuê trọ, Nikiforov Roman và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Nghi phạm đã dùng hung khí tấn công làm nạn nhân tử vong, sau đó dùng xe máy chở thi thể nạn nhân đi phi tang và đem hung khí cất giấu. Kiểm tra phòng trọ của nghi phạm và nạn nhân, cơ quan công an đã thu giữ nhiều dấu vết quan trọng, thu giữ được phương tiện đối tượng dùng để chở thi thể nạn nhân đi phi tang. Tại nơi làm việc của nghi phạm đã thu giữ được hung khí gây ra vụ án nói trên. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thời gian gần đây, liên tiếp các vụ cướp tiệm vàng đã xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, dù các đối tượng gây án có manh động, tinh vi đến mức nào, thì kết cục cuối cùng đều xa lưới pháp luật. Mới đây nhất, kẻ gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Cà Mau đã chính thức tra tay vào còng số 8 chỉ sau 6 giờ gây án. Theo Công an thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Khắc Quy, 22 tuổi, ngụ ở ấp Rạch Rùm B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Quy là nghi phạm cướp tiệm vàng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 3 tháng 2, Quy chạy xe máy mang biển kiểm soát 69S1-3554 đến tiệm vàng NT ở khóm 1, phường 6, thành phố Cà Mau. Vào tiệm, Quy nói cần mua nhẫn vàng 24K, trọng lượng 1 lượng. Khi chủ tiệm đưa nhẫn cho xem, Quy đã đeo vào tay, giả vờ thử rồi bất ngờ bỏ chạy ra xe tẩu thoát. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an các đơn vị địa phương nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức truy tìm nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ xác định Quy là nghi phạm. Sau 6 giờ gây án, Quy bị bắt tại nhà riêng ở xã Khánh Hưng, giao cho Công an thành phố Cà Mau điều tra theo thẩm quyền. Tại cơ quan công an, Quy khai do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên đã nảy sinh ý định đi tìm các tiệm vàng, giả vờ vào mua vàng rồi thực hiện hành vi cướp tài sản. Chiếc nhẫn cướp được, Quy mang đến một tiệm vàng ở huyện Trần Văn Thời bán được hơn 60 triệu đồng. Đối tượng này sau đó mang đi trả nợ, tiêu xài cá nhân hết 40 triệu đồng. Theo cơ quan công an, chiếc nhẫn Quy bán đã được tiệm vàng nấu lại và chủ tiệm vàng đã giao nộp cho công an. Ngoài ra, cơ quan công an cũng thu hồi số tiền 20 triệu đồng từ tiền vàng bán mà Quy chưa kịp tiêu xài. Trước đó tại Nghệ An cũng đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng ở thị xã Cửa Lò. Tên cướp táo tợn đã dùng súng, vật liệu nổ để đe dọa nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Vietinbank thuộc phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò và cướp đi một số tiền. Sau 48 giờ gây án, đối tượng cũng đã xa lưới pháp luật. Tại cơ quan công an, đối tượng khai do nợ nần túng quẫn nên đã liều lĩnh thực hiện vụ cướp. Công an tỉnh Nghệ An vừa cho biết, đơn vị đã bắt giữ thành công đối tượng Đinh Khương Linh, sinh năm 1986, trú tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Vietinbank, thuộc phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò vào ngày 1 tháng 2 năm 2024. Trước đó vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1 tháng 2 năm 2024, tại phòng giao dịch Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Vietinbank, chi nhánh Cửa Lò,
có một đối tượng nam giới bịt mặt, mặc áo khoác màu xám, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy chưa rõ biển kiểm soát, đã táo tợn xông vào phòng giao dịch ngân hàng, sử dụng hung khí và một vật nghi là lựu đạn, đe dọa, uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tiền. Sau khi cướp được 46 triệu đồng, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn về hướng thành phố Vinh. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động tối đa các lực lượng để điều tra. Lãnh đạo Công an Nghệ An cho biết, quá trình điều tra chuyên án gặp rất nhiều khó khăn, đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt. Trong quá trình bỏ trốn, thường xuyên thay đổi phương tiện, trang phục, bịt mặt, di chuyển lắt léo trên các tuyến đường để đối phó với cơ quan chức năng. Nhưng với tinh thần, ý chí quyết tâm cao nhất, không quản ngày đêm, chỉ sau chưa đầy 48 giờ, đến 16 giờ 30 phút ngày 3 tháng 2 năm 2024, tại km số 454+300, quốc lộ 1A, thuộc xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Đinh Khương Linh. Với bản tính lì lợm, đang cõng hai tiền án, đối tượng quanh co không chịu nhận tội, nhưng bằng ý chí quyết tâm cao và các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng các chứng cứ tài liệu không thể chối cãi, đến 5 giờ 30 phút ngày 4 tháng 2 năm 2024, đối tượng Đinh Khương Linh đã phải cúi đầu nhận tội. Đối tượng khai nhận do tham gia đánh bạc trên mạng dẫn đến nợ nần túng quẫn nên đã gây án cướp ngân hàng táo tợn nói trên để lấy tiền trả nợ. Bước đầu, lực lượng công an đã thu giữ các vật chứng liên quan đến vụ án. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Mở cửa hàng thu mua phế liệu, Trần Thị Lan, sinh năm 1962, trú ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đã tạo vỏ bọc tinh vi để thực hiện hành vi mua bán trái phép ma túy. Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công đường dây buôn ma túy liên quan đến bà trùm này. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua địa bàn xã Chi Lễ, huyện Quế Phong, rồi đưa về huyện Diễn Châu để tiêu thụ. Chuyên án được xác lập để đấu tranh triệt xóa. Cầm đầu đường dây này là Trần Thị Lan, sinh năm 1962, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu. Để thực hiện việc mua bán ma túy, bà Lan đã mở cửa hàng thu mua phế liệu, tạo vỏ bọc tinh vi và sử dụng người thân là anh em họ hàng để tạo thành một đường dây mua bán trái phép chất ma túy khép kín. Sau quá trình điều tra, khoảng 17 giờ ngày 2 tháng 2, tại quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, ban chuyên án phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công đối tượng Trần Thị Lan và Nguyễn Thị Truyền, sinh năm 1958, trú tại khối Trung Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 48.000 viên ma túy tổng hợp. Chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác về tình hình an ninh trật tự. Mời quý vị cùng theo dõi. Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Anh, sinh năm 1977, trú ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng, tháng 10 năm 2022, Trần Quang Anh thành lập công ty cổ phần phát triển nhân lực quốc tế ANH để tư vấn và giới thiệu người đi du học, xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước trên thế giới. Để khách hàng tin tưởng, Quang Anh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như đơn vị của mình liên kết với các công ty tại Hà Nội nên thời gian xuất cảnh nhanh, chi phí thấp. Tin tưởng, nhiều người lao động, học sinh trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã đến công ty ANH để đăng ký. Công an cáo buộc Quang Anh sau đó hướng dẫn các lao động làm hồ sơ và yêu cầu họ nộp tiền. Nhận tiền, ông ta không làm như cam kết mà sử dụng số tiền của khách hàng để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, Trần Quang Anh đã chiếm đoạt của 14 lao động với số tiền 820 triệu đồng. Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang vừa bắt giữ Dương Văn Thái, 20 tuổi, ngụ ở xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang, để điều tra về hành vi giở trò thú tính với một cô gái và cướp tài sản. Trước đó vào ngày 30 tháng 1, chị HTT, 33 tuổi, ngụ ở xã Bằng Hành, đi dẫn chương trình đám cưới tại xã Thượng Bình. Sau khi xong việc, lúc đêm khuya, chị T nhờ Dương Văn Thái là người cùng dự đám cưới đi xe máy về cùng. Đến khu vực thôn Thác, xã Bằng Hành, Thái đã dừng xe và đòi quan hệ với chị T. Khi nạn nhân không đồng ý, Thái dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Thái chiếm đoạt xe máy nhãn hiệu Vision, trong cốp xe có giấy tờ tùy thân, hơn 1 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại của nạn nhân, rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bắc Quang đã bắt được Dương Văn Thái khi đang lẩn trốn tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Khoảng 13 giờ 15 phút ngày 4 tháng 2, một đám cháy đã bất ngờ bùng phát tại một nhà xưởng nằm sâu trong hẻm thuộc ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa bốc cao cùng cột khói đen khổng lồ bao phủ khiến người dân sinh sống trong hẻm hoảng hốt tháo chạy khỏi nhà. Nhiều người lo lắng ngọn lửa có thể lấn sang nhà mình nên đã hối hả khiêng đồ đạc, tài sản ra ngoài, đưa đến nơi an toàn. Được biết, ngọn lửa bốc lên từ xưởng tái chế nhựa, kế bên là một nhà xưởng khác có nhiều công nhân đang làm việc. Ngay sau khi phát hiện vụ hỏa hoạn, người dân, công nhân của hai nhà xưởng đã nỗ lực sử dụng bình cứu hỏa để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bốc cao, cháy dữ dội. Ngay sau khi nhận tin có hỏa hoạn, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã đến hiện trường thực hiện công tác chữa cháy. Sau khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Hiện tại, chưa có ghi nhận thiệt hại về người và tài sản sau vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, liên quan đến vụ xe khách chở 37 người bị lật trên đèo Lò Xo ở tỉnh Kon Tum, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kon Tum đã có báo cáo gửi Bộ Công an và các đơn vị liên quan hé lộ nguyên nhân ban đầu của vụ việc. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 3 tháng 2, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 47B00529 loại 43 chỗ do anh PVN, 34 tuổi, trú ở Đắk Lắk điều khiển, lưu thông theo hướng Quảng Nam đi Kon Tum. Khi đến km số 1455+300 đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc thôn Đắk Gô, xã Đắk Krông, huyện Đắk Lây thì xảy ra tai nạn. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe khách có 37 người, gồm 32 hành khách và 4 nhân viên nhà xe và 1 lái xe. Các nạn nhân bị thương đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi xe và chở đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Đắk Lây. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, gồm anh PVN là lái xe, ông NDT và ông TTTC cùng ở Gia Lai và xe ô tô bị hư hỏng nặng. Theo Công an huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum, quá trình khám nghiệm hiện trường vụ xe khách lao xuống vực trên địa bàn đã xác định bình hơi của xe bị nổ. Đồng thời, quá trình làm việc với tài xế xe khách, lái xe khai nhận bình hơi bị nổ làm mất trợ lực tay lái và mất lái, từ đó dẫn đến việc phương tiện chỉ di chuyển theo một hướng và lao xuống vực. Công an huyện Đắk Lây đã đề nghị phía tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ cung cấp giám sát hành trình phương tiện để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, phía tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, phương tiện xe khách không có dữ liệu hành trình. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở đối với tài xế PVN. Tuy nhiên, không ghi nhận vi phạm nồng độ cồn. Hiện cơ quan công an đang chờ kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu và thử các chất ma túy của tài xế tại Bệnh viện Kon Tum. Theo Trung tâm Y tế huyện Đắk Lây, đêm ngày 3 tháng 2, đơn vị đã tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực, trong đó có 6 người bị thương nặng, được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Còn 8 nạn nhân khác bị chấn thương ở phần mềm đã được kịp thời băng bó. Đến tối ngày 4 tháng 2, các nạn nhân trong vụ việc đều đã được xuất viện, và địa phương đã liên hệ nhà xe chở những hành khách trong vụ tai nạn trên địa bàn tiếp tục hành trình về nhà đón Tết. Thưa quý vị, những ngày cận Tết, giao thông trên địa bàn thủ đô Hà Nội tăng đột biến do nhu cầu người dân mua sắm Tết và di chuyển về quê. Việc này dễ xảy ra ùn ứ trong các giờ cao điểm. Trước thực trạng này, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân đi đúng làn đường, phần đường, chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông. Về việc phân luồng giao thông trong những ngày cận Tết, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã chủ động nắm tình hình, dự báo các tình huống tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc trên tuyến, trên địa bàn đơn vị, chủ động lực lượng, phương tiện, phối hợp với các lực lượng chức năng, tổ chức ứng trực, phân luồng, hướng dẫn giao thông phục vụ nhân dân đi lại thông suốt, an toàn. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ quyết liệt triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm xuyên Tết để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển trong quá trình nghỉ Tết và quay trở lại làm việc trong những ngày đầu năm mới. Trong những ngày cận Tết, giao thông tăng đột biến, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân khi có nhu cầu di chuyển bằng phương tiện xe khách về quê nên đặt vé tại các bến xe hoặc trang thông tin của các bến xe theo quy định. Khi đến và đi, phải vào bến mua vé, tuân thủ việc sắp xếp của ban điều hành bến xe, nhà xe theo quy định. Người dân không nên tùy tiện bắt xe dọc đường bên ngoài bến xe. Nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, dần hình thành ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Ngoài ra,
Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng khuyến cáo mọi người chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt đã uống rượu bia thì không lái xe, đi đúng làn đường, phần đường, chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông. Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, càng về thời điểm cuối năm thì các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng hoạt động ngày càng mạnh mẽ với các thủ đoạn tinh vi. Dù được các cơ quan chức năng liên tục khuyến cáo nhưng vẫn có không ít người sập bẫy của các đối tượng lừa đảo qua mạng. Mới đây nhất, một người đàn ông ở Hà Nội đã bị lừa số tiền hơn 4 tỷ đồng khi tham gia đầu tư mua bán vàng online. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận đơn của anh T sống ở Hà Nội, trình báo về việc anh đã tham gia ứng dụng đầu tư vàng Sun Transferfy bị chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng. Nạn nhân cho biết đã nhận được điện thoại của một đối tượng xưng là nhân viên của công ty chứng khoán và muốn anh vào nhóm để học hỏi và hỗ trợ thông tin về chứng khoán. Sau khi tham gia nhóm Zalo và được một vài người thầy cung cấp các thông tin về thị trường chứng khoán, định hướng anh tham gia thị trường vàng với hứa hẹn lợi nhuận cao hơn và tải ứng dụng Sun Transferfy để tham gia đầu tư. Trong vòng 2 ngày, anh T đã chuyển 1,2 tỷ đầu tư và rút ra được 600 triệu mà các đối tượng nói rằng đó là lợi nhuận trong 7 lần rút. Đến lần thứ 8, anh T không rút được. Lúc này các đối tượng thông báo anh T cần nâng cấp gói VIP 3 tháng, hoàn trả quỹ hỗ trợ đầu tư, gỡ bỏ chế độ an toàn. Anh T đã chuyển cho các đối tượng 3,6 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, nạn nhân không rút được tiền ra và nhận ra mình đã bị lừa nên đã đến cơ quan công an để trình báo. Theo Công an thành phố Hà Nội, sự phát triển của công nghệ thông tin và nhu cầu tìm kiếm lợi nhuận online xuất hiện ngày càng nhiều các ứng dụng đầu tư tài chính là nền tảng hỗ trợ những nhà đầu tư muốn kiếm tiền nhanh chóng. Việc tham gia các ứng dụng đầu tư tài chính online tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hà Nội đã liên tục cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo khi tham gia các ứng dụng đầu tư tài chính online, tuy nhiên vẫn còn nhiều nạn nhân bị mắc bẫy. Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác với các quỹ đầu tư tài chính, chứng khoán online, không làm theo những hướng dẫn, dẫn dụ, mời chào của các tài khoản cá nhân, nhóm trên Zalo, Facebook hay Telegram, không xác thực danh tính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ với cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.